nay chúng ta sẽ tiếp tục với những video short nhiều view nhất trên YouTube. Và hiện tại có rất là nhiều bạn đang xem video mà chưa nhấn nút đăng ký. Chỉ 1% người xem video của mình là đã ấn nút đăng ký. Nếu các bạn nằm trong 99% đấy thì các bạn có thể ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Ồ, cái này, ui sao màu đẹp thế nhờ. Màu từ đỏ chuyển sang vàng, nó cái màu nó dịu quá. Ồ, màu xanh chuyển qua màu xanh lá. Ồ rồi ôi, ok, cái này bầu trời tối nè, chắc luôn. Bầu trời tối, còn cái này là tối thui luôn không? Cái này là bầu trời kiểu chuẩn bị sáng lại. Cái bản màu này nhìn nó pha nó phê dữ vậy. Ồ, vẽ cái gì ở giữa đây? Trái đất hả? Hành tinh hay là gì? Hình như là cái mặt trăng không đúng không? Mặt trăng đó mọi người. Ờ không, một bên sáng và một bên tối, chắc là nó là đây là ồ mặt trăng mọi người ạ. Ok, mặt trăng và mặt trời. U. Các đường kẻ như là dòng nước vậy nè. Ôi sao đẹp thế. Ok, và cô gái này đang cầm cái đàn pin đúng không? What? Hả? Ui ui ui, từ từ. Tại sao nó lại chuyển động được? Không lẽ có một cái đàn gì đó chiếu vào và nó chuyển động ta? Oh my god, 2,5 triệu lượt like. Video này bao nhiêu view đây? 80 triệu view. Oh my god, cái con số đáng mơ ước của nhiều YouTuber nha. Ôi nhưng mà cái cách làm pha màu này nhìn nó đẹp quá. Với lại cái cách hả, kiểu gọi là người ta không để nó bị lem, đúng rồi, không để màu nó bị lem. Cái cách này nhiều người làm nè. Ok, nói chung thì các bạn có thể xem được là cái đàn nó hơi ảo nè. Đấy. Tại sao lại có chuyển động? Chắc chắn là có cái đàn gì đó chiếu vào mọi người ạ. Ok, quá xịn sò luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tiếp theo. Gì đây? Ôi. À, chắc là vẽ cổ trang nha. Không, cái style này chắc là vẽ cho sexy lên. Ok, sexy lên mọi người. Gợi cảm lên, nóng bỏng lên. Tôi cảm thấy là những ai mà mua cái quay cơm, mua cái bút đồ, cái kiểu vẽ mấy cái này xịn sò lắm nha. Mà không biết là có dễ không? Tôi không nghĩ là dễ đâu. Các artist, các họa sĩ vẽ họ cũng gọi là hả, tốn khá là nhiều công sức để vẽ mọi người. Ui cái bút này thần kỳ nha, với cái bảng này. Một phút chuyển đổi trở thành từ một cô gái mà ăn mặc bình thường, bây giờ trở thành một người. Cái style này quen quen, hình như là cái gì Ariana Ray hay gì á, tôi không nhớ cái tên cô ca sĩ đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến gì đây? Do M. Oh no. Oh, M-O-M, do mơm, mẹ mày. Do mơm street. Cái, tôi không biết là trên trái đất này có cái con đường nào tên là con đường mẹ mày. Ừ, do mơm. Nhưng mà các bạn có đồng ý với tôi là coi video của anh chàng này kiểu làm mấy cái bảng mà biển báo hay là mấy cái bất cứ cái biển báo nào hay là cái bảng gì, nhìn nó rất là satisfy, nó rất là thỏa mãn luôn đó. Kẹo ra, lúc mày lột cái miếng đó ra kiểu nó đã gì đâu luôn á. Ok, ông này, mình nghĩ chàng trai này là ông chùm làm những cái bảng hiệu hay là những cái bảng biển báo cái kiểu luôn. Ông làm rất là nhiều video rồi. Coi video này bao nhiêu? Cũng 80 triệu view. Con số này là nhiều đó nha. Nó toàn cầu luôn mà. Rồi, mình rất là thích reaction kênh của anh chàng này. Anh chàng này phát minh ra những cái sáng tạo. Phát minh ra rất là nhiều thứ mà tôi không hiểu nó dùng để làm gì. Ok, 6 giờ sáng. Nó sẽ báo thức mình bằng cách là thiết kế này, có ngày nó treo mình lên luôn ấy. No, trong lúc ngủ chúng ta không thể nào mà bám chắc được á. Vô lý, cái này vô lý nha, mọi người. Bao nhiêu view đây? 100 triệu view. Một cái phát minh vô chi 100 triệu view. Oh my god. Đây là một cái quá trình mà đi cạo lông cù, cạo lông của một con cù thì kiểu tới mùa thu hoạch á. Nhưng mà nhìn rất là dơ luôn á mọi người, nhìn kiểu giống như 10 năm không tắm vậy. Ui. Nhìn cái lớp da của nó kìa, không phải da mà là lông. Ok, nó dày lắm luôn á. Hàng gì nhiều người làm mấy cái bộ đồ từ lông cù, nhìn ấm, mùa lạnh là mặc vô là chỉ thấy ấm thôi. Ok, video này 2 triệu 4 lượt like. Bao nhiêu view đây? 44 triệu. Ủa sao kỳ vậy? 2 triệu 4 lượt like mà có 44, hồi nãy là cũng 2 triệu rưỡi mà 80 triệu view. Cái gì đây? Tôi cảm giác là GTA là một cái trò chơi mà chúng ta có thể làm mọi thứ trong đây. Chúng ta có thể làm được một cái cầu trượt nước, cầu trượt dài hàng ngàn mét, hàng triệu mét. Nó vẫn còn dài và rớt xuống biển. Ok. Cái pha đó đập hơi đau nha. Đây là hành động của một con thỏ đực khi mà bạn bắt con thỏ cái đi. Nó sẽ tấn công mặc dù là không có sát thương hay là gì đó, kiểu cố gắng để bảo vệ con cái. Đấm 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 cú đấm ngàn cân,
cú đấm ngang cưng, hãy xem cú đấm ngang cưng. Ôi nó đấm như vậy thôi chắc cũng đau lắm mọi người. Các bạn nhìn kìa, chú thỏ này rất là yêu, gọi là gì ta, muốn bảo vệ cho bạn đời của mình. Oh my god, kiểu ấm lòng vậy. 5.500.000 lượt like, vậy thì chắc chắn là sẽ 500.000 view. Lộn, 200 triệu view. Tôi tưởng là 500 triệu view. Oh my god, 200 triệu view về hai chú thỏ. Đây là những cái móng tay mà kiểu bạn đập cái móng tay thịt kho hột dịch vô rồi cái kiểu trội văn hóa đỉnh cao vậy. Cái này là đi thi làm móng luôn nha mọi người. Đạt giải là đỉnh luôn á. Ôi ôi, tôi không ngờ là lại có một cái cuộc thi như thế này luôn. Quá đỉnh anh em à. Ôi tôi chúc mừng anh này luôn á. Anh này kiểu là người đầu tiên ở Việt Nam làm cái loại nội dung liên quan tới về nail. Oh my god. Ok anh phát nail. Được đó anh trai. Đỉnh. Cái này chắc chắn 100 triệu view hơn. Sao mấy cái con này nó... À đúng rồi, nó là động vật mà làm sao mà nó có ý thức được là uống kiểu... Đó, xếp hàng như vậy có phải hay hơn không? Con này chồng lên con kia chồng lên con nọ. Chỉ cần cái miệng nó đụng nắm vú là nó cố định cái đó luôn. Ok, tới giờ uống sữa nè mấy con. Để coi bao nhiêu view đây. 69, 2 triệu 9 lượt like cho 3 triệu luôn mà có 69 triệu view sao? Kỳ lạ. Gì đây? Ồ, ở bên Hàn Quốc và Trung Quốc, nói chung là mấy cái nước châu Á sẽ có những cái món đồ ăn rất là đỉnh cao như cái này. Chỉ cần một cái gói này đổ vào. Ủa, có kẹo dẻo nữa hả? Bắp gan này ăn vô có nhập viện không vậy? Nó rang lên một tí, bắt đầu nổ rồi nè. Rồi chuẩn bị. Ui, cái màu nó chọi dữ vậy. Cái màu sắc của tôi tưởng cà ri không á mấy má. Tôi tưởng cà ri trong cái nồi này không ấy. Ui, nhìn bắp gan kìa. Có kẹo dẻo chỏng nữa. Ôi trời ơi, không biết là có nhập viện hay không nhưng mà đánh giá là ngon đấy. Đây rồi. Có ai ở đây thích coi về một cái video về mà gọi là gì ta, dọn vệ sinh hay là làm sạch một cái tấm thảm mà kiểu chắc là tỷ năm chưa giặt hay là ngàn năm hay là trăm năm gì đó chưa, nó dơ mà nó dơ kinh khủng dơ luôn, nhưng mà anh ta kiểu vệ sinh tới nỗi mà nó sạch bon luôn nè. Ok, lại tiếp tục. Nhiều công đoạn và phải lặp đi lặp lại, kiểu cho xà phòng lên chà xả nước, cho xà phòng lên chà xả nước. Ok, đẩy dầu nhớt đây, đẩy. Ôi bắt đầu ra màu xám rồi, hồi nãy là đen xì luôn. Bắt đầu màu xám rồi nè. Chà, bắt đầu sáng hơn một tí rồi, màu xám nhưng mà sáng hơn rồi. Ok, đây là máy hút những cái vết bẩn nè. Trước là màu đen, bây giờ là trắng bóc luôn cái tấm thảm. Để coi bao nhiêu lượt view đây. 49 lượt view ạ. Video này xứng đáng 100 triệu view mọi người ạ. 49 triệu view thì quá thấp. Ui, 3 dòng. Ok, 3 dòng gỡ chai coca này chỉ cần đổ. Tôi cứ tưởng là nó sẽ làm đổ chai coca, các bạn có thể tu lại khúc đó. Nhưng mà nó lại là làm đổ cái nắp của chai coca. Wow, đổ xe một cách chuẩn bài luôn. Cái này là kiểu những thước phim để đời, những đoạn biểu diễn để đời của chiếc xe này. Đây, tưởng lấy chai coca đi nhưng mà không, chỉ dắt cái nắp đi thôi. 5 triệu 7 được like, tôi đánh giá cao cái video này. 188 triệu view. Mình cảm giác cái nghề này khá là nguy hiểm á mọi người. Đây là chắc là một cái dàn khoan mà kiểu khoan dầu mỏ mọi người. Đúng không ta? Đang khoan dầu mỏ đúng không? Trước tiên là tôi thấy cái nghề này, thứ nhất là cần thể lực, thứ hai là cần sức mạnh. Thể lực với sức mạnh chắc cũng như nhau. Đấy, cũng là cần phải có tuổi trẻ rồi, sức mạnh, thể lực, bla bla bla, có cơ rồi kiểu để gọi là làm cái công việc này. Tại vì công việc này yêu cầu những cái gọi là cái gì ta, điều kiện phù hợp mới làm được, không là chấn thương rồi cũng như là tai nạn chết. Anh chàng này lại thiết kế một cái gì đấy. Một cái máy lạnh nhân tạo sao? Một cái máy mà làm mát cho mình nhân tạo sao? Lấy gió từ bên ngoài và nó thổi vô mặt mình. Những cái thiết kế này nó hơi vô tri nhưng mà đôi khi nó cũng khá là hợp lý nha. Ok, chạy càng nhanh thì gió càng mạnh đúng không? Thôi, đừng. Chạy nhanh quá là nhập viện đó má. Ok, những cái video về làm đồ ăn là những cái video làm đồ ăn là đói bụng quá. Ok. Làm đồ ăn mà có để mèo lên chi vậy? Nấu cơm. Gì vậy? Cái công đoạn nó cần thiết không mọi người? Cởi áo ra kiểu nam thần rồi có cần thiết không? Ok, các bạn nữ thì sẽ thấy cần thiết đó. Con trai tôi thấy kiểu chi vậy? Cơm chiên sao? Cơm cháy sao? Chắc là Việt Nam mình gọi tạm gọi là cơm cháy. Nhồi thịt bên trong sao?
Bao nhiêu view đây? Ủa sao có 6 triệu mấy view? Ok vậy cũng được rồi, 6 triệu mấy view là hay lắm rồi đó anh em à. Ok, cho những bạn nào mà không biết thì đây là cái anh chàng này chắc là đang kiểm tra cái độ legit, cái độ mà kiểu uy tín của cái đôi giày. Có khi là chúng ta mua nhầm giày fake thì sao? Thì họ sẽ có những cái kiến thức để kiểm tra coi là đôi giày có phải là fake hay là thiệt. Hay đấy, mua giày thì chúng ta cũng nên hả gọi là gì ta, suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng. Thôi xong rồi, con sống nó đã tới, sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Ủa tôi đang reaction cái clip của anh chàng anh tóc xoăn reaction luôn, vậy là tôi đang reaction video reaction của anh này reaction mưa đá cái kiểu luôn. Ok, tôi cảm giác làm mấy cái slow motion về những quả bóng mà bên trong có nước á, quả bóng nước á, nó đã gì đâu á, tủng 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 như là thịt mỡ tạc. Ok, bể coi, hãy làm vỡ nó, làm vỡ nó. Ô, máy cắt thủy lực, máy cắt thủy lực đúng không? Cái này máy nén kiểu nó dùng áp lực kiểu nén nước rồi nó bắn ra cái kiểu gì đó. Ui, nó cắt đứt đôi quả cà chua luôn kìa. Cái gì vậy? Ok. Tuy là các bạn thấy cái video này nó hơi bẩn, hơi dơ, nhưng mà hãy tin tôi đi, họ sẽ tạo ra một tuyệt tác. Với cái con mắt này thì với một gọi là gì ta, một người là weebu lâu năm như tôi thì chắc là bộ này là bộ Oshinoko. Mặc dù tôi chưa xem bộ này, để con mắt nó đặc trưng lắm mọi người. Con mắt kiểu giống như là ngôi sao đồ, idol đồ. Nghe nói bộ này hay lắm mà tôi chưa coi nữa. Bạn nào coi rồi nhớ bình luận bên dưới nha. Bao nhiêu view đây? Chắc là cũng không có view luôn sao? Video này không có view luôn sao? Oh my god. Lại là một video về đồ ăn nhưng mà view thì chắc là tầm chục triệu. Ồ, bơ với lại đường làm thành ca vé, đập trái trứng vô nữa, ok. Nó ra thành kem ca vé rồi. Vậy thì đây sẽ là một món ăn đồ ngọt. Gì đây, là bánh quy hả? Ok, sô-cô-la. Bánh quy sao? Chắc là bánh quy nhỉ? Bánh donut sao? Mình nghĩ là donut mọi người. Donut. Đem đi luộc. Không, chiên. Đây là bánh donut mọi người. Ok, chocolate donut. Cái gì vậy? Ôi anh ơi, ném em với, em cũng cần một ít trợ cấp anh ơi. Trời, anh có tiền thì anh ném cho tụi em chứ anh đừng dục bậy bạ vậy. Trời, anh phát vậy người ta coi, người ta kiểu nói anh chảnh á. Ừ, anh cứ đưa tay tự trao em tận tay là được rồi. Video khùng điên điên này cũng được 39 triệu, trời, 40 triệu view luôn. Tại sao mà cái YouTube bây giờ nó thịnh hành những cái video mà nó thú vị dữ vậy? Vậy thì nên mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye, peace.